Xin chào thầy quý cô chú anh chị đã đến với kênh YouTube chuyên đi review về ống nhòm chính hãng và em là Thắng Shoptech. Ngày hôm nay thì em Thắng sẽ gửi đến các bác với chương trình khuyến mại đầu tháng 10 dương lịch. Và đến với em Thắng, hiện tại bên em chuyên phân phối những dòng sản phẩm ống nhòm chính hãng. Quý cô chú anh chị có nhu cầu mua đi du lịch và mua đi săn ong thì bên em cam kết là phân phối chính hãng có một cái mức giá cả tốt nhất thị trường hiện nay. Và bên cạnh đó cùng với dịch vụ sửa chữa bảo hành thì các bác có nhu cầu mua hàng hay là liên quan đến ống nhòm thì cứ liên hệ qua em qua số hotline. Trong cái chương trình khuyến mại lần này thì chúng ta sẽ đến với hai sản phẩm đến từ thương hiệu Shintu. Và em xin nhắc lại một lần nữa, đây là một chương trình khuyến mại cũng rất là tốt cho các bác vì tiết kiệm chi phí và được tặng thêm những cái phần quà hết sức là ý nghĩa. Với hai sản phẩm này thì khi mà quý cô chú anh chị theo dõi thì cũng có thể đoán qua được sản phẩm là gì. Trước tiên thì chúng ta sẽ có một dòng sản phẩm Shintu ED, nguyên bộ phụ kiện cho các bác là túi đựng, khăn lau, dây đeo, sổ hướng dẫn của hãng. Và bên phía tay phải thì chúng ta sẽ có một dòng sản phẩm đến từ thương hiệu Shintu nhưng mà phiên bản dưới là phiên bản Shintu HD. Với các bác nào có tài chính yếu hơn một xíu thì có lẽ đây cũng là một sự lựa chọn hết sức hợp lý các bác nhé. Thì trong chương trình khuyến mại ngày hôm nay thì nó có những đặc điểm gì và cái mức giá này để em Thắng sẽ gửi đến các bác là cái mức giá như thế nào thì em sẽ gửi đến các bác chi tiết. Trước tiên về cái mức giá cũng như là những cái phần quà em gửi đến các bác, với tầm tiền dưới 3 triệu thì thực tế là ở thị trường Việt Nam cũng có rất nhiều những cái thương hiệu, nhưng mà với cá nhân em Thắng đánh giá thì Shintu nó vẫn là một cái gì đó nó rất là chất lượng cũng như là về cái sự ổn định trong qua quá trình sử dụng thì rất nhiều các bác đã dùng và khẳng định chất lượng ở thị trường Việt Nam. Và với hai sản phẩm ngày hôm nay thì em sẽ gửi đến các bác với mức giá với phiên bản là Shintu HD. Đây là một cái mức giá khuyến mại, em sẽ khuyến mại từ mùng 1 đến mùng 5 tháng 10, đó chính là mức giá là 1.400.000 đồng bao ship và sẽ được bảo hành bảo hành 2 năm và có hỗ trợ sửa chữa. Và đối với phiên bản Shintu ED thông số là 10x42 thì em có cả 8x và 10x các bác nhá, thì em cũng khuyến mại cả hai phiên bản đó, mức giá là 2.700.000 đồng và bao gồm thêm phần quà tặng. Quà tặng ở đây thì gồm những gì thì trước tiên thì em sẽ có gửi đến các bác với một cái hộp phụ kiện cũng rất là đầy đủ. Chúng ta sẽ có đầy đủ hai mắt đậy trên và hai mắt đậy dưới chính hãng của Shintu, nó thiết kế cực kỳ là chắc chắn và các bác có thể tham khảo đây. Họ đầu tư rất là bài bản các bác nhá, rất là bài bản với những cái phụ kiện nhỏ đó, các bác có thể tham khảo này. Với cái hộp này thì em sẽ bán riêng, nếu mà các bác là có nhu cầu mua hàng một bộ thì là 150, còn các bác mua ống nhỏ thì em sẽ tặng kèm theo cái bộ sản phẩm mắt đậy, các bác có thể tham khảo đây. 10x42 các bác nhá, 10x42 rất đẹp và chất lượng, 150.000. Hoặc là các bác có thể chuyển đổi sang cái túi này. Cái túi này thì bên em cũng gửi đến các bác với một mức giá là 150.000 các bác nhé. 150.000, đây là những cái phần quà, những quà tặng của bên em. Túi này thì nó không có quá nhiều, túi này thì đâu đó nhà em chỉ còn tầm khoảng 5 đến 6 cái túi nữa thôi. Và cái mức giá là 150.000, đây là những cái quà tặng. Các bác có thể chọn một là túi, hai là chọn bộ phụ kiện mắt đậy. Cái túi của Shintu thì các bác cũng biết được cái chất lượng của nó rồi, các bác có thể tham khảo đây. Nó rất bền, đừng chỉ may chắc chắn, túi chất lượng bền hơn so với túi EK khá là nhiều các bác nhé. Với chiếc túi này thì em đánh giá có nó cực kỳ là tốt khi mà các bác sử dụng trong quá trình leo núi, tại vì nó thiết kế cái dạng túi đeo chéo các bác nhé, túi đeo chéo nên là nó rất ôm người và dễ mang đi. Rồi, đấy là cái chương trình khuyến mại mà em Thắng gửi đến các bác từ mùng 1 đến mùng 5 tháng 10 với hai dòng sản phẩm chính dưới phân khúc dưới 3 triệu thì đây có lẽ là những cái dòng sản phẩm cũng rất đáng để sở hữu cho các bác. Mức giá thì em đã công khai trong video hôm nay. Chiếc Shintu HD 10x42 thì em sẽ gửi đến các bác là 1.400.000 đồng và bao ship bảo hành 2 năm, có tặng thêm bộ phụ kiện thì các bác có thể lựa chọn. Hoặc là các bác có thể đang cân đối được em này thì chúng ta có thể mua với mức giá là 2.700.000 đồng, cũng bao gồm những cái phần quà thêm các bác nhé. Rồi, trong video hôm nay thì em gửi đến các bác những cái phần quà. Nếu mà các bác nào có nhu cầu mua hàng thì chúng ta có thể liên hệ trực tiếp qua đầu số hotline là 0988862059. Và em xin nhắc lại một lần nữa, những cái phần quà này thì em có bán lẻ, mức giá đã công khai và cộng thêm phí ship nữa các bác nhé. Ví dụ như các bác muốn mua bộ phụ kiện mắt đậy này thì cộng cả phí ship đã tầm đó gần 200.000, còn cả cái túi cũng vậy các bác nhé, lưu ý cho em. Và em sẽ tặng cho các bác khi mà các bác mua thêm ống nhỏ từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 5. Nếu mà các bác có nhu cầu mua hàng thì có thể liên hệ sớm với em Thắng nhé. Rồi, bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.